Làm cái gì đó? Xíu quậy tí không? Làm gì xíu quậy tí không? Đó, thấy chưa? Thấy đồ của mẹ để là lên phá nè, thấy chưa? Cô chú ơi, chay phá này cô chú ơi, chay phá này cô chú ơi. Nhe răng ra cô chú rồi coi. Nhe răng ra coi. Gì, em đang ăn nhưng em nhe răng không được cô chú ơi. Mà em dạo này là rất là thích lên đây phá. Đó, cô chú thấy chay không? Bữa nay là trắng với đen là đen với trắng nè. Dữ chưa? Bữa nay là có cái này là bước lên là đứng đây phá khỏe rồi. Quá dữ luôn. Đứng phá là số 1 rồi. Chỗ nhúng chân nữa. If you really happy then you clap your hand. If you really happy then you clap your hand. If you really happy then you stomp your feet. Good job. If you really happy then you stomp your feet. Good job, JD. Chay. Nè còn cái nữa. If you really happy then smile. If you really happy then smile. Wow, JD, you so smart. Nào. Cái này là đồ ăn của Lucky. Đi ra chỗ khác. Đây nè. If you really happy then you clap your hand. Trời ơi, chậm chân nữa. Ăn gì nữa? Thôi đây mày cho con ăn cháo nè. Đây. Cháo mày mua điểm sắm nè. Đây nè, cháo điểm sắm, cháo với trứng vịt Bắc Thảo nè. Lại đây, come here. Lại đây. Ăn cháo với vịt Bắc Thảo. Mày bắt lên coi nha. Trời ơi. Trời ơi, không sao. Cho mày chưng. Rồi, đây nè, cháo vịt Bắc Thảo nè, ăn hộp vịt Bắc Thảo. Ăn hộp vịt Bắc Thảo. Ngon không? Ngon ha, ngon gì được. Đây mà bãi bắt lên coi nè, mấy bắt lên coi rồi đứng đây ăn nè. À, cô chú ơi, chay đòi mẹ lại lấy con gấu cho mới chịu chứ. Vừa ăn mấy cháo nè. Hai cháo này là có thịt luộc chứ không lại hộp gà hộp vịt Bắc Thảo cô chú ơi. Chay khoái hộp vịt Bắc Thảo chứ. Để gần chay chứ quay mẹ ăn chi đây. Cái này đâu phải kênh của mẹ đâu mà mẹ sang dùng chi. Hãy. Không sao. Không ăn nữa hả? Rồi. Sao? Cái máy lại giờ phải phá cái máy đó phải không? If you really happy then you clap your hand. If you really happy then you clap your hand. Uống nước. Trời, uống quá trời. Uống lên không, con phải để vậy này chứ con không được chống ngược lên, con chống ngược lên là cuốn không được. Đúng rồi, phải để vậy đó. Cái này không phải là cái loại bình mà để chống ngược. Rất kỳ luôn, vô duyên quá. Thôi đừng cho Lucky uống. Lucky có nước rồi con. If you really happy then you stomp your feet. If you really happy then smile. Cười đi cháy. Smile. If you really happy then you clap your hand. Trời ơi nó hiểu hết cái này là trời ơi trời. Tưởng chỉ biết vỗ tay thôi chứ giờ biết là dậm chân rồi biết cười nữa. Lấy nón đội, đúng rồi, lấy nón đội. Quên, mày quên. Thì mày đợi cho. Đúng rồi, đây nhìn đây nha, nhìn đây cho cô chú coi. Đẹp quá. Úps. Á trời ơi, té. If you really happy then smile. If you really happy then smile. If you happy then you know it is right. Trời ơi coi kìa. Cô gái thời trang đó, thời trang hơn thời tiết đó. À. Đi đâu á? Đi đâu? Đó, thấy chưa? Michael Jackson nữa cô chú ơi. Michael Jackson. Trời ơi, dữ chưa?
Show daddy your head. Nè, yeah, đi cho ba coi cái giấy nó con coi. Here daddy, look at her head. Hey baby, look at what she does. Jay. À, nón đó. Jay, Jay, if you really that happy, then you stop your feet. Wow. If you really happy, then you clap your hand. Clap your hand. No, you gotta clap your hand. She understands everything. Nice. Đó, đó, cái đó phá của mẹ thôi. Không được, không được, không được, không được. Không được, cứ đi mấy đường phá của mẹ. Đây nè, mày cho cô chú coi mặt chay nè. Đây nè, chay con này, chay con này. Đẹp quá ta. Úi trời, 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 lại gần luôn kìa, lại gần luôn kìa. Quá đẹp luôn ha. Đẹp không? Trời ơi, cô nói làm viên, làm dáng, mà làm điệu kìa. À, đẹp quá. Ôi trời trời trời, xinh xinh xinh. Rồi mâm mâm nha. Rồi tự mâm mâm đi. Đây mày mâm mâm nha, đây mày đút cho. Không chịu hả? Đồng hồ đâu? Lụm đồng hồ lên đeo nè. Nè, chơi. Lụm đồng hồ lên đeo nè. Đeo đồng hồ vô cho cô chú coi coi. Ủa cái đó đồng hồ đâu phải mất kiếm mà đeo đâu. Cái đó là đồng hồ. Bậy không à. Đồng hồ đâu đeo đó, cái đó mất kiếm mới đeo đó. Silly. Jay so silly. Đâu được, đây nè, đồng hồ con đeo dưới đây nè. Đó, đồng hồ đeo dưới tay nè. Đó, nhớ không? Con nhớ, con có nhớ đồng hồ đeo dưới tay không? Đó, đồng hồ đeo vậy đó. Nhớ không? Vậy hả? Đó, cô chú thấy không? Mở iPad cho nó mà năn nỉ nó câu thì nó không câu nữa. Nó chơi vậy đó chứ. Thôi thôi thôi. Hai, ừ cũng phá. Ôi trời 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 trời. Pikachu. Pikachu. Ta. Nó tính gỡ cái mặt ra nè, nó tính gỡ cái mặt ra. Sao? Làm sao? Tính ôm cái đó xuống cho rớt hay gì? Nó đâu được, con đừng có phá. Của ba đó. Con nói đi, con nói đi. Tóc đâu, chỉ mẹ coi tóc đâu. Tóc đâu, chỉ mẹ coi tóc đâu. Tóc đâu. Làm sao, làm sao? Sắp vô mẹ coi. Làm sao? Ồ, ồ, cái này của mẹ hả? Là ba làm gì á? What is that? Oh no, no, I'm not eating this. Jay, hi. Nè, cái chân sụp lùi lại là té này nè. À, giờ đi cho Lucky ăn hả? Phải không? Phải đi cho Lucky ăn không? Hay làm gì con muốn ăn đó hả? À, nó đem ra để nó sắp đó cô chú. Nó đem ra để nó sắp á. Rồi đó, bây giờ Ngọc Linh ra để cho nó nguyên thùng để nó sắp rồi đó. Để coi nó sắp lên. À, lấy không được, lấy không được, lấy không được. Đây mày lại mày phụ. Đó. Đó. Thấy chưa? Nó chen nó nghe nè. Ăn miếng cháo vô mới có sức sốc. Đúng rồi. Sắp lên đây con. Sắp lên đây con.
Trời ơi, còn rồi ginh cái thùng nó ginh sao nổi. Để mẹ đổ cho con hộp lên nha, để mẹ bỏ hộp lên mẹ phục. Mẹ phụ con. Mẹ phụ con bỏ hộp lên. Đó. Mẹ phụ con bỏ hộp lên rồi con sắp lên nha. Con sắp lên vậy nè. Đó. Sắp lên đi con. Úp úp. Đó, đâu có sắp là vậy, sắp đàng hoàng. Sắp đàng hoàng, sắp phải nhìn không có sắp ẩu. Sắp làm sao? Sắp làm sao? Sắp như vậy nè. Đó. Sắp lên. Hộp này bự quá con hả? Cầm hai tay. Hộp bự nè, con phải cầm hai tay. Good job, JD. Good job. Hai tay, cầm hai tay. Cầm hai tay, cầm hai tay. Coi này nó sắp không được, nó sọt cái chân nó vô này để nó lấy thế đứng lên kìa, coi giữ nó không. Trời đất ơi. Nó lấy thế đứng lên để nó sắp đó. Không được con à, không được. Nó không muốn đứng vô hộp rồi mà cho nó đứng đó. Rồi sắp lên đi, sắp lên đi, sắp hộp lên đi. Cầm hai tay. Hai tay đi. Rồi. Trời đất ơi, sắp lần hai hộp lên luôn hết trời. Đây nữa nè. Ừ đúng rồi, sắp đi. Đây nè, sắp lên đi. Ngồi chút một hồi, còn con ngồi chút lần. Con ngồi một hồi là con bể cái hộp này của mẹ đó nghe chơi. Đó, quá giỏi luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hộp chơi. Giỏi quá. Ừ. Rồi đây nè, sắp này lên, sắp này lên. Bỏ này lên. Trời ơi. Nhảy đó. If you really happy then you clap your hand. Clap your hand đi. Thôi tôi đi ra kìa, đó, đi ra đó đây. Đi đây. Đứng ra đi. Không mày đi đây nè, ra đi mẹ đâm cất. Chơi vậy đủ rồi đó. Nghỉ đi, nghỉ khỏe đi. Bye bye cô chú đi. Bye bye cô chú đi rồi chú tâm vô ăn uống nè. Hết giờ hết ngày rồi. Mở sổ sạo nè. Đó, sổ sạo đó.